Vâng, hello, lại là anh Thịnh Bến Tre đây. Hôm nay em Thịnh Bến Tre sẽ lên sóng chi tiết xe này cho anh em mình xem. Carnival, xe nhập Hàn Quốc, form mới, form nó dài cho đến 24 luôn anh chị nha. Sổ 29 nhưng mà form này tới 24 mới hết form anh chị nha. Cửa điện, ghế nỉ zin, riêng nguyên bản nguyên con luôn. Máy gầm số cực kỳ em anh chị nha. Đúng xe cọp gia đình, không taxi, không dịch vụ. Đi đúng đồng hồ 190.000, cửa điện 4 mâm lớp vỏ cực kỳ mới nha. Hơn 200 triệu, xe cực kỳ chắc nha anh chị nha. Bước vô trong anh em nhìn nè, nguyên dàn túp lô túp ly sùng chỉ nè. Xe riêng đúng 100% luôn, chứ thôi 99% luôn, riêng 100% luôn. Gương kính chỉnh điện, gặp gương nắp xăng nè, kính bấm chờ lực nè. Cửa mở nè, ấn cửa mở, cửa chạy nè. Tem bọng bắt cửa nè, riêng 100% luôn, cái nút đồng, tép đồng này còn luôn nè. Cửa điện luôn anh chị nha. Đó, chạy phi vu luôn nè. Nguyên dàn ghế, anh em nhìn nguyên dàn ghế nỉ đẹp không? Nguyên dàn ghế nỉ đẹp, ken xi beng nè anh chị, trần riêng theo xe luôn. Đó, trần riêng theo xe, hai dàn lạnh ABS túi khí, tem bọng nè. Đó, ấn dây cửa chạy luôn nè. Đã không? Quá xuất sắc luôn đúng không? Vô lăng riêng quá trời luôn nè anh chị, nhìn vô lăng đó nè. Đi đúng đồng hồ 190.000. Full đồ chơi luôn, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ. Để cho anh em mình 280 triệu, còn giảm còn bớt, anh em đưa 250 lấy xe về. Form mới rất là đẹp, bao dùng. Đó, qua số 0866 678 971, 0834 33 3371 nha. Cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký, bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ anh Thịnh Bến Tre nha. Hello, lại là anh Thịnh Bến Tre anh em ơi. Mới về con Innova đẹp quá trời luôn nè anh chị. Đấy, lên sóng cho anh em mình xem nha. Máy số gầm ngon, sơn sẽ đẹp. Mẫu này bên em còn khoảng 4 năm xe. Dao động từ 250 cho đến là 295. Tha hồ lựa chọn đời 22 cho đến đời 25. Mẫu này 2014 cuối mẫu 25. Em này được trang bị ABS túi khí, ba ga đuôi gió nè, cảm biến xe nè, ABS túi khí nè, gạt mưa sau nè, cua về lòng về còn sơn xi còn rất là đẹp. Về đi thôi. Mâm lớp vỏ mới tinh gì cua nha. Chất xe đẹp miên man anh chị nha. Dàn ghế, dàn túp lô, túp ly rất là đẹp, chuẩn căng đét luôn. Em này mình nói bán em chả biết đâu, nhưng mà mình mua bán mình thích có sao nó vậy nha. Nhưng mà xe này riêng lắm, xe gia đình anh chị nha. Để cho anh chị mình chỉ 295 triệu, 295 tiền. Rất là đẹp anh chị nha. Bao chất, bao đẹp, bao xài, bao chạy. Hai túi khí anh chị nha, một túi bên đó, một túi bên đây nữa. Đó, tên này có tivi tên đó nữa. Đó, quá đã luôn đúng không? Tem bọng nhãn mát đầy đủ nè. Anh em quan tâm muốn xem được nhiều clip hơn thì cứ đăng ký kênh. Còn muốn xem chi tiết hơn về xe này đó thì anh em cứ vào YouTube Thịnh Bến Tre bấm đăng ký để xem được nhiều cái clip chi tiết hơn. Tại vì YouTube thì mình sẽ quay chi tiết hơn TikTok anh em ha. Đấy, anh em quan tâm mẫu nào thì alo cho bé Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn nhiều nha. Cho anh em mình con xe chở tiền nè. Anh em mua xe này vô là tiền tài vô như nước luôn. Tại vì xe chở tiền mà, về là bỏ tiền vô chở đã luôn. Đấy, gầm cao máy hớn 3 euro, dòng này đi siêu bền bỉ, máy chạy sướng lắm anh chị ơi. Nó chạy giống như mấy con xe Đức vậy, chạy ngầu lắm, đã lắm. Nếu mà chạy không sướng thì nhà nước đâu có chọn những cái dòng xe này để cho những anh em cơ quan người ta chạy, ban ngành người ta chạy, ngân hàng người ta chạy đúng không? Xe này gốc rồi của ngân hàng ra, thanh lý ra, đấu giá ra anh chị nha. Xe zin toàn tập không lỗi nhỏ. Và giá để cho anh em mình giá cực kỳ rẻ luôn, 189 triệu bao dùng. Bán không được em để đây em làm trưng, em làm kỷ niệm hơn. Tại vì chạy xe này rất là oai, ra đường ai cũng nhìn hết trơn, tưởng mình làm nhà nước không à. Nhưng mà không phải, mình là dân thường. Đấy, xe đẹp, chạy ngon, giá rẻ, 189 triệu, full đồ chơi, màn hình các kiểu, âm thanh, ánh sáng, nghe nhạc, trợ lực, nghe hiệu. Nguyên dàn ghế là ghế nỉ zin. Đấy, nguyên dàn ghế nỉ zin anh chị nha. Đó, có cái ghế tài là hơi xấu thôi, ngoài ra đẹp hết. Em quay là em quay cho anh em xem cái đẹp cái xấu ha. Mình không thích lừa ai hết trơn á. Quay là quay cái đẹp cái xấu, anh nhìn nè, ghen hết luôn rồi không. Đó, quá đã, quá sen, 189 triệu. Xì bách đẹp lắm anh chị ơi, có 138 triệu à. Mẫu màu xanh này bên em còn 4 xe, anh em qua lựa nha. 138 triệu, che nắng, che mưa, kể cả gia đình mình đi luôn. 138 triệu là có xì bách này chạy rồi, anh em đợi gì nữa. Màn hình Android, máy gầm số ngon, sơn xì đẹp, lớp vỏ mới. Đó, con cóc thì còn này nè, anh em thấy không, bắt 25 nè, món lên 24, 15 nữa nè. Rất là nhiều à, bên kia màu xanh lơ nữa kìa anh em thấy không, đó. Đông lắm, xì bắt này còn nhiều lắm. Anh em lựa thoải mái lái thử vô tư nha. Em lóc cửa rồi, full đồ chơi hết luôn anh chị. Dàn ghế đẹp, túp lô túp ly nè. Vô lăng mẫu mới, màn hình Android nè. Anh em về chỉ việc lên xe đi, 4 mâm 4 vỏ mới. Để cho anh em mình 138, còn giảm còn bớt, giao lưu bù trừ cho nợ bán thiếu. Đó, anh em ưng thì liên hệ cho em cảm ơn nhiều và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo nha. Form dáng cực kỳ đẹp và là dòng xe khá là lướt, chạy mới có 80.000. 100 cây số chạy 5 lít, 5 lít rưỡi xăng, số tự động. Đó, xe nhập, máy 1.4 nhập Thái Lan, đời 2017 hay 18 gì đó anh chị nhớ không lầm. Để em xem lại, 2017. Đăng kiểm tới tháng 3 năm sau,
Đây là Suzuki Ciaz lướt anh chị ha. Chạy mới có 70-80 ngàn, Duy nguyên con 330 triệu. Rẻ hơn so với những anh em phân khúc là City với Vios anh chị ha. Và tiết kiệm hơn nữa. Nó có sách mách có trứng nè anh chị nhìn nè. 5,5 lít chạy đường chất hợp nè ha. Đường ngoài đô thị chạy 4,5 lít. Siêu tiết kiệm. Anh em ưng cái này thì liên hệ cho em Thịnh mình 0866 678 971, 0834 333 3371 nha. Anh chị nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ Thịnh Bến Tre nha. Mà anh em ơi, anh em đưa 70 triệu đó, lấy xe Jolly 205 ha, phun xăng điện tử, máy số gầm ngon, sơn xi mới, bao xài, máy móc bảo hành cho anh em mình chạy nửa năm vô tư luôn. Anh em lấy 70 triệu anh em đưa em đi, em đưa chiếc xe này cho anh em mình chạy. Còn chiếc xe này anh em mình đưa em 90 đi. Con này thì đời 2 năm luôn nhưng mà con này là bản full. Bản full nó sẽ là bánh keo. Vô lăng nó khác chút xíu ha, với mấy cái núm nó khác chút xíu. Núm này nó bự hơn. Đó, dặn đã hơn, con này núm nó nhỏ hơn. Đó. Cái núm dặn lớn nhỏ âm lượng với núm dặn máy lạnh anh chị ha. Chứ không phải núm gì đâu, nhiều khi anh em không hiểu nghĩ em nói tào lao nha, mà em nói bậy thôi. Đó. Jolly 205. Đó, để cho anh chị mình 89 triệu chưa đưa 70 triệu lấy xe về. Có bớt, có cho nợ, có bán thiếu, dù anh em không đủ đưa 65 triệu cũng được. Đó, anh em thích sao em chiều vậy hả? Đó, 7 chỗ mà giá rẻ mà anh em có con cặp Jolly với dây. Còn ngoài ra những dòng mà tầm khoảng 200-300, 300-400 thì 7 chỗ em còn khoảng 2 mấy xe lận. Đó, Highlander thì nó kèo quá trời luôn nè, nhiều lắm anh chị. Tha hồ anh chị lựa chọn lái thử, chạy thử với Thịnh Bến Tre nha. Cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ qua số 0866 678 971, 0834 333 371, xe ngay chủ nha anh chị nha. Cảm ơn chị em mình nhiều anh chị ơi. Đó anh em, đây là Hyundai Accent 2018 mẫu cuối 2019, xe riêng nguyên con và là bản cao cấp nhất nha. Nó có chạy đây nè, tí xíu đi sơn lại, xe cộp khỏi nói luôn rồi, quá đẹp rồi. Về đi thôi, bao xài bao chạy, bao chán bao quay đầu nha. Cho thiếu cho nợ giao lưu bù trừ trao đổi. Đó, để cho anh chị mình xe này chỉ là 319 triệu, bản đủ nha. Bản đủ là nút đề, ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, gập gương. Mẫu này bên em còn nhiều lắm anh chị. Xe này quá trời luôn, nói chung mấy này em về khoảng được 40 xe nữa. Tha hồ lựa chọn lái thử, chạy thử với Thịnh Bến Tre nha. Đó, cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ nha anh chị nha. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu này thì alo cho bé Thịnh mình 0866 678 971, 0834 333 371, nơi giao lưu cho động mua bán với bà con. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Đấy, xe kèn lắm anh chị nha. Đấy, về đi thôi. Rồi ok, cảm ơn chị em mình nhiều. Chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc anh chị em nha. Cảm ơn rất là nhiều anh em ơi. Hello, lại làm Thịnh Bến Tre đây, rất là nhiều xe chờ bà con mình tại Thịnh Bến Tre, nơi giao lưu cho động mua bán với bà con nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Thì trưa hôm nay sẽ lên sóng giới thiệu anh em mẫu xe Innova G xịn 2006, nguyên zin gia đình không lỗi. Đấy, biển số đẹp, nhân viên đang đứng quyền luôn, xe ngay chủ đó. Thì bên em G đen, em bên em còn 206, 209 nha. Và Di cũng có, rồi E cũng có, rồi số tự động. Hello, hello, lại là Thịnh Bến Tre đây. Thịnh Bến Tre có nhiều xe chờ đón bà con đến đây xem xe để ủng hộ em Thịnh Bến Tre đây. Trước mắt anh em mình là xe Honda Civic siêu cộp đời 2007, máy số gầm ngon, sơn xi đẹp, đây là màu nho. Chất xe tuyệt vời anh chị nha. Anh chị về chỉ việc lên xe là đi thôi. Xe là rất là keng anh chị nha. Đấy, màu tím cái nào màu nho, màu tím tím nho nho đỏ đỏ đã lắm. Về đi thôi anh chị, dòng xe Honda chạy siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm. Đấy, 100 cây dòng này chạy 7 lít xăng, máy 1.8, phun xăng ABS, túi khí đầy đủ. Civic là phân khúc hạng C cho nên chạy rất là đậm và rất là im anh chị nha. Anh em nhìn dàn túp lô túp ly nỉ còn luôn nè. Da đẹp ghê không? Đúng xe gia đình, không taxi dịch vụ, nguyên dàn ghế còn rất là mới nè. Có ghế tì tay nữa nè anh chị. Ghế tì tay đây ai móc nó gắt thanh ti đi xíu hay đó rồi. Anh em lấy em mai lại cho 1 phút 30 giây. Anh em nhìn cái dây beo nó mới cái này nè, anh em nhìn là biết xe nó cộp cái nào rồi đúng không? Tem bọng dây beo zin của nó ngày xưa tới giờ luôn nè. Anh em nhìn cái lách nách đó nè. Là biết xe đi ít rồi. Xe này nói chung là em mua được giá hợp lý để anh em mà hợp lý nha, chứ không phải là có hoài đâu. Những xe này số sàn em dễ cho anh em mình là thường tổng khoảng 22, 23, 25. Nhưng mà xe này để cho anh em mình chỉ là 208. Tại vì salon em là hiện tại bây giờ là hết chỗ để xe rồi, cho nên phải bán mua. Hello anh em nha, em mới vừa đổi xe với khách nè. Matiz số sàn MT full đồ chơi, ngay chủ luôn anh chị. 4 lớp vỏ đẹp, đăng kiểm dài, âm thanh ánh sáng nghe nhạc máy lạnh đầy đủ, màn hình cam dê đầy đủ luôn, phơm dáng đẹp luôn. Để cho anh em mình chỉ 53 triệu. Đó, tặng chiếc xe, chỉ tính tiền dọn thôi, tiền dọn khách dọn lâu ra là 55 triệu. Rồi khách để lên mình khách để lên mình lỗ tiền dọn mà mất luôn chiếc xe luôn. Đó, dọn nguyên chiếc xe mới tinh luôn nè. Kính bấm nè, gương kính chỉnh điện nè. Gặp gương thì không có, có chỉnh điện nè. Đó, vô lăng đẹp nè, màn Android nè, cam dê hành trình đầy đủ, cam dê chúng hành trình quên, nội thất mới tinh luôn nè anh chị, dàn ghế mới luôn nè, hết nhiêu tiền rồi. Kính bấm luôn nè, sơn xi mới cả xe luôn, màn hình đầy đủ luôn, màn hình Android luôn, âm thanh ánh sáng đầy đủ. Có 53 triệu à, che nắng che mưa chở cả gia đình,
bao xài bao chạy luôn, giá rẻ nhất tại cửa hàng của em mới vừa đổi với khách nhanh chị nha, 53 triệu, quá hợp lý. Anh em quan tâm mẫu này alo cho em Thịnh mình. 100 cây số dòng này chạy 5 lít xăng à, quá tiết kiệm xăng luôn. Phơm dáng nhỏ gọn dễ đi. Anh em thích mẫu này thì alo cho em qua số 0866 678 971, 0834 33 3371. Anh em nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh nha. Cảm ơn chị em mình nhiều. Hello anh em nha. Mazda 6 đời 2003, xe đẹp gia đình. Không lỗi. Không lỗi về máy móc còn kêu chỉ nó cũng hơi sọc dương chút, tại vì nói chung thì dòng này đời hấp mà anh chị mà được cái xe gia đình thôi. Máy móc gầm êm, âm thanh ánh sáng nghe nhạc, máy lạnh đầy đủ, đồ chơi các kiểu, mâm lớp vỏ ok luôn nè anh chị. Con viên lóc cửa rồi. À đây. Dàn ghế rất là đẹp nè anh chị không? Vô lăng nè, màn hình Android nè, xe có túi khí đầy đủ anh chị nha, hai túi khí anh chị nha. Bản đủ nó sẽ có hai túi khí, bản thiếu không có nha, nỉ zin còn luôn nè. Để cho anh chị mình cái giá cực kỳ rẻ, chỉ có 115 triệu thôi. Vỏ bọng đẹp đẽ luôn, sơn si đẹp, máy ngon luôn. Về đi anh chị ơi. 115 triệu một xe gia đình, bao dùng bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu, cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho em Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn nha. Ô chào anh em nha, phía 210 full đồ chơi anh chị ơi. 210 mới đẹp ha, máy số dòng ngon ok, chạy sướng, giá hợp lý, chạy bền bỉ, dòng này quá bền luôn chứ là bền bỉ nữa. Màn Android các kiểu tấp lô tấp ly đã đẹp rồi, về đi thôi. Em đang cho dặm sơn lại tí anh chị ha. Tiêu chính chỉnh điện xi nhan gương, phơm dán ok, đang cho dặm sơn vệ sinh lại. Để cho anh em mình xe này 166 cành. Anh em quan tâm alo cho em Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo ạ. Rồi hello anh em nha, chúc anh em mình là Adventure bản GLS, là bản cao cấp nhất của dòng Adventure nha. Cảm biến đầu đít, ABS túi khí, báo tốc độ, báo giao thông, báo tùm lum cho xe nguyên bản zin, nắp còi chưa ra. Xe chạy 40.000, xe này nó là xe lướt anh chị. Đăng kiểm tới 2026, cửa sổ trời ha. Phong dáng rất là đẹp, dòng này quá sang trọng rồi. Xe mới thì nó 7-800, bây giờ để cho anh em mình chỉ có 436 triệu thôi. Giảm giá cho anh em mình luôn nha, xi nhan gương luôn nè. Máy số gầm ngon, sơn si đẹp, nước sơn riêng còn khá là nhiều. Đó, zin 90% anh chị ha. Nước sơn riêng ha, còn lại còn xe nội thất ngoại thất mà riêng 100%. Đó, có chế độ làm nóng ghế anh chị ha, làm nóng chứ không có làm lạnh. Đó, điều hòa auto, màn hình theo xe. Xe chạy 41.000, không lỗi nhỏ, nút đề, vô lăng tích hợp, ga tự động của control, bơm lưng, bơm ghế, lùm la chưa hết. Đó, anh em quan tâm mẫu này thì alo cho em, để cho anh em mình xe này là 436 triệu hai dàn lại nha. Đó, anh em quan tâm thì nhắc máy alo em Thịnh mình qua số 0866 678 971, 0834 33 3371 nha. Anh em nào muốn xem nhiều hình ảnh hơn cứ vào Facebook gõ Thịnh Mắt, bấm theo dõi để cập nhật nhiều hình ảnh hơn ha. Câu lại là Thịnh Bến Tre đây. Đây là một clip đặt câu hỏi với anh em mình. Cái này không biết thỏa thiệt nha. Một chiếc xe ô tô siêu đẹp thế này, zin nguyên con, zin từ nước sơn keo chỉ, zin tới cái máy, zin cho tới cục ốc. Tem bọng anh em nhìn nè. Đó. Ken xe ben hết nè. Em đang cho họ quýnh bát lại, nhưng mà em hỏi anh em trả lời thiệt giúp em cái. Cái dàn ghế là dàn ghế zin nhưng mà nó hơi bị nhăn theo năm tháng nè. Thì theo anh em mình ở trên cộng đồng mạng, anh em mình giúp trả lời em cái, theo anh em mình là nên lập ghế mới hay để dày để em biết em làm ha. Hay là anh em mình khách hàng anh em nhìn vô anh em sẽ hiểu. Nhưng mà riêng em nếu là em ha, theo em là em để dàn ghế này em chạy vì nó zin, nó có giá trị. Đó, tại vì xe đi rất là ít cây số, đi đúng 111.000 cây à. Xe không lỗi nhỏ luôn. Bản hai cửa cốp thể thao, hai cửa cửa sổ trời, trần zin theo xe, hai cửa không xương luôn. Đó, nhưng mà theo anh em mình là nên để dàn ghế này hay là em phải lợp lại anh em. Anh em trả lời comment giúp em cảm ơn nhiều nha.